Những ngày này, chúng tôi về xã Phú Tân, huyện Châu Thành, nơi có hơn 80% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đi khắp đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử sắp tới. Ông Lâm Liếp, một người dân tộc Khmer ở ấp Phước Quới cho biết, hàng ngày ông đều nghe các loa truyền thanh và đội tuyên truyền lưu động phát thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân ba cấp. Nhờ vậy, ông nắm chắc thông tin ngày bầu cử cũng như tiểu sử của người ứng cử. Từ đó giúp ông dễ dàng chọn cán bộ có đủ đức đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân. Bầu cử ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri chúng tôi sẽ chọn những đại biểu có đủ năng lực trình độ đại diện cho nhân dân cũng như đưa đất nước địa phương ngày càng phát triển đi lên. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn xã Phú Tân đang rất sôi nổi. Tại điểm bầu cử của các ấp đều được trang bị pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và bảng niêm yết công khai danh sách cử tri, cũng như thời gian cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Bên cạnh đó, trạm truyền thanh đã phát tiếp âm hai thứ tiếng, gồm tiếng Việt và tiếng Khmer, để phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Ông Châu Minh Hoàng, bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp Phước Hòa cho biết, ấp có trên 2.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đẩy mạnh việc tuyên truyền mà hiện nay bà con cử tri tại các phun sóc đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân sắp tới. Ở ngoài dòng ấp của chúng tôi thì danh sách những đại biểu thì ứng cử đã niêm yết xong tại các điểm bầu cử. Trong đó thì có nhà sinh hoạt cộng đồng ấp, thì chỗ quán cà phê hoặc là chỗ đông đúc khu dân cư của mình đó. Thì hiện nay trong thời điểm này bà con đã nắm vững thông tin ngày bầu cử và địa điểm bầu cử. Danh sách đại biểu ứng cử đã niêm yết. Bà Dương Thị Trang, bí thư đảng ủy xã Phú Tân cho biết, trên địa bàn xã Phú Tân có 12 tổ bầu cử tại 6 ấp, theo đó xã có khoảng 11.700 cử tri. Thời gian qua, địa phương đã đa dạng các kênh thông tin để tuyên truyền rộng rãi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cử tri và các tầng lớp nhân dân nắm và biết rõ về thời gian và điểm bỏ phiếu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quy trình, quy định đúng luật, nên việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với hai người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 4 người ứng cử cấp huyện và 46 người được giới thiệu ứng cử cấp xã đều đạt tỷ lệ 100%, bà Dương Thị Trang cho biết thêm. Đối với công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer đó, thì ở đây thì chiếm trên là 80% dân số toàn xã. Thì qua nhờ cái vấn đề chúng ta sử dụng hai thứ tiếng thì đa số bà con đã nắm được cái tinh thần cũng như là cái sự phấn khởi trong cán bộ, rồi đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cho cái sự kiện ngày 23 tháng 5 tới. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các địa phương tỉnh Sóc Trăng tích cực, khẩn trương thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để bà con cử tri là người Khmer hiểu, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong công tác bầu cử, từ đó lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng trong nhiệm kỳ mới.